Chào tất cả anh chị cô chú. Tối ngày hôm nay thì Bảo giới thiệu toàn là mẫu mới đến từ hãng Hukan anh chị nha. Mua một tặng một anh chị ơi. Rất là nhiều sản phẩm, mua một món tặng một món luôn. Rồi mức giá tối ngày hôm nay rất là rẻ. Và đợt này Hukan á, thì Bảo thấy về những mẫu máy á, có thể nói là công nghệ nó đi đầu luôn anh chị ơi. Đó thì Bảo sẽ báo giá tối ngày hôm nay. Anh chị nào á mà xài Hukan can quen rồi, mức giá tầm trung anh chị nha, xài gia đình công trình khá là ổn luôn. Rồi đợt này á là anh chị biết rồi, Hukan thì đang công ty là sẽ thành lập hai nơi luôn anh chị ạ, Hà Nội cũng như là Sài Gòn mới vào năm này, nên là chế độ bảo hành rất là nhanh nha. Đó những đợt trước thì anh chị thấy bảo hành là 4-5 ngày mới xong, đợt này bảo thấy bảo hành công ty á bảo hành có 2-3 ngày là xong rồi anh chị ạ. Rất là nhanh luôn. Rồi tối ngày hôm nay là đầu tiên là anh chị mình á mua cho Bảo quả pin 15 cell 6A đến từ hãng Hukan. Pin dòng xả cao anh chị ơi. Công ty đợt này sẽ tặng cho anh chị mình luôn một cục sạc đế trị giá 150 nghìn luôn. Đó anh chị nào mua một quả pin là tặng sạc luôn. Đó pin 6A anh chị nha. 6A pin phổ thông có báo pin là dòng xả cao. Mình có thể xài cho tất cả các loại máy pin luôn của hãng Hukan, pin phổ thông. Rồi 690 nghìn thôi là anh chị thấy là tặng sạc là quá tuyệt vời. Đó tiếp tục, anh chị nào á mà mua quạt pin Hukan không, mẫu này Bảo bán chạy cực kỳ luôn. Đó, tới cửa hàng Bảo là cách đây 2 hôm, nhà Bảo cúp điện á, anh chị tới mua quạt pin thì tới ủng hộ thân quạt pin Hukan nha. Chưa pin sạc, thân không là 1.250.000. Mà con máy này á là anh chị mình đem quạt điện tới á, chưa chắc quạt đã ăn nó luôn. Nó mạnh cực kỳ luôn, rất là khỏe anh chị ơi. Đó motor lớn nè, chỉnh được 3 cấp số nè, cấp đầu tiên này, cấp thứ hai nè, cấp cuối cùng. Rồi máy sẽ có chức năng đảo anh chị ơi. Hàng hiện đại mà đảo là anh chị bấm nút trên này, ngưng đảo nè, bật đảo. Rồi đây là công tắc nguồn để anh chị mình tắt, bật lên đi cho nó mát anh chị ạ. Rồi tiếp tục máy sẽ có là 3 cấp hẹn giờ, 1 tiếng nè, 2 tiếng, 4 tiếng anh chị ơi. Cực kỳ êm, lồng to anh chị ơi, lồng lên đến là 40 luôn. Có thể xoay cao thấp được này, cứng cáp, khung thì kim loại chắc chắn anh chị nha. Rồi ngoài ra thân không là anh chị mình đã được tặng một cái cục chuyển đổi, anh chị mình đã xài điện 220 luôn, chưa pin sạc anh chị nha. Và nếu anh chị nào mà mua pin 6A này thì đương nhiên kèm thân sẽ được tăng sạc rồi, mua lẻ cũng được tăng sạc luôn. Rồi Bảo bật lên rồi đảo cho anh chị mình xem nha. Rồi chỉnh cấp 4 đi. Đó, thân không chưa pin sạc là 1.250.000, bán nhiều dữ lắm. Rồi tiếp tục, anh chị mình sẽ thấy tối ngày hôm nay thân thổi bụi pin anh chị ơi. Rồi chưa bao gồm pin sạc. Rồi thân thổi bụi này anh chị mua mức giá rẻ cực kỳ luôn. Đó 670.000 anh chị à, là anh chị được một thân brushless không chổi thang anh chị nha, chỉnh được 6 cấp số. Rồi ngoài ra nếu mà mua thân là anh chị được nè, túi đựng bụi nè, đó vòi thổi bằng cao su dẻo anh chị ơi, dày dặn lắm. Tặng thêm cho anh chị mình đèn tròn như này mà có 670.000 thôi, tặng quà luôn. Có hộp nè anh chị à, trời ơi siêu rẻ mà motor brushless. Ngoài ra nếu anh chị nào á mua kèm một pin nè, đó một sạc như này là mức giá là 1.200.000 anh chị nha. Pin 3.2A, mẫu pin dập nổi anh chị nha, đời mới nhất. Đó anh chị nào mua là thân cũng được tặng đèn. Đó tiếp tục, mua một bộ cũng tặng đèn anh chị nha. Rồi thổi thì pin này là phổ thông luôn anh chị ơi. Đó anh chị nào để Bảo test thử sức mạnh cho anh chị mình xem nha. Rồi mình tăng tốc lên anh chị nha. Đó, Bảo đang để chế độ chậm, Bảo thổi luôn cục sạc này xem nó đi không. Cục sạc nặng này mà máy thổi đi luôn, có cục sạc trong luôn anh chị à. Nè, mạnh lắm, có chỉnh 6 cấp số. Ngoài ra nó có thể hút được bụi xe hơi cũng được nha. Rồi có thùng quá trời sướng mà giá thành cực kỳ rẻ. Rồi tiếp tục, anh chị nào mua thì hai món được tặng quà rồi đấy, đặc biệt là
mua pin tặng sạc là quá tuyệt vời luôn. Rồi tiếp tục mẫu rửa xe motor brushless mẫu mới anh chị nha, công nghệ đi đầu luôn. Bảo thấy mẫu máy rửa xe pin mà nó có chuẩn 3 cấp số anh chị à, hay chưa? Đó anh chị nào bấm nút nè, cấp đầu tiên này, cấp thứ hai, cấp thứ ba luôn, motor brushless không chổi thang anh chị nha. Đó anh chị nào á mua thì với mức giá là thân không 1.080.000, nếu mua 3 anh chị nha với một sạc á là mức giá là 1.580.000, máy sẽ đi kèm cho anh chị mình là một bếp chuyển đổi 6 chức năng luôn. Đó phun mọi thứ anh chị nha, có thể tưới cây tưới hoa, và đương nhiên là anh chị mua thì sẽ có là hộp nè. Đó anh chị thấy tuyệt vời chưa, hộp cũng như là thùng nhựa bên ngoài lớn lắm anh chị à, dây thì cực kỳ to luôn. Đó anh chị nào mua thì quá trời món, bình bọt tuyết nè, đó lọc rác đầy đủ như thế này. Đó thân không 1.080.000, chuẩn tốc được anh chị nha, mẫu máy rửa xe đi đầu công nghệ anh chị à, một pin 3A một sạc là 1.580.000. Rồi bảo có mẫu mẫu này anh chị đặt nhiều lắm anh chị nha. Đó mẫu sạc dự phòng cho điện thoại, đó cổng USB này cũng như cổng Type C, kèm theo chức năng là anh chị mình nó bơm xe được luôn anh chị nha. Không thích thì anh chị mang đi sạc pin thôi. Tiếp tục nếu mà thích bơm xe hơi nè, xe tải, xe máy, xe đạp là anh chị thấy đồng hồ cảm ứng nút nguồn đỏ anh chị nha. Đó anh chị thấy đè vào, đó đồng hồ điện tử, đó anh chị có thể chỉnh được lực Pepsi là anh chị bơm nha, bao nhiêu ba này, bao nhiêu ký nè. Rồi có đèn báo ban đêm luôn, đó anh chị thấy hay không. Và anh chị có thể là bấm công tắc đơn giản sử dụng nha. Đó anh chị mình á bấm rồi để bảo chỉnh cái lực đã nha anh chị nha, quên lâu chưa xài quên anh chị à. Đó anh chị mình dùng để bơm xe, lúc ngừng thì anh chị bấm một nút nguồn đỏ lên, bật thì bấm lại bình thường, đó lên ký ngay nha. Anh chị mình tắt thì bấm một cái là xong. Rồi tiếp tục nâng ký anh chị nha. Đó ví dụ anh chị chỉnh 7 ký này, 6 ký mấy hoặc là 3 ký đều bơm được nha. Rồi xài được cho xe hơi này, xe tải, xe máy, xe đạp luôn. Rồi cục sạc này thay cho sạc điện thoại không cần mua thêm gì cả, mua thêm dây thôi. Đó có 660.000. Cục pin bơm xe thay sạc dự phòng mà có 660.000 thôi anh chị à. Đó anh chị thấy nè, đó nó có đầu chuyển đổi hết anh chị nha. Dùng để bơm bóng nè, đó anh chị thấy không, bơm những cái hồ bơi cho những em nhỏ cũng được. Đó đầu quá trời luôn, hộp rất là cứng, cực kỳ xịn, mình bỏ vào bên trong nha. Đó mang đi nè, hộp chất lượng, chống va đập tốt anh chị nha. Rồi 660.000, đó anh chị thấy sướng chưa, đồ bơm xe bằng pin mà chính hãng Hukan thay cho sạc dự phòng luôn. Anh chị thấy là một quả như này là mình sạc cũng khá nhiều đấy, có đồng hồ hiển thị cực kỳ sướng. Rồi nếu anh chị nào không thích tắt đèn thì mình bấm nút SOS nè. Đó có dây sạc để anh chị cắm vào kích pin, sạc pin để dự phòng anh chị nha. Rồi tiếp tục món tiếp theo là pin chọt Hukan, bảo đang bán nhiều lắm. Đó mẫu này đời mới, đầu khá chuẩn, có báo pin nè, hai quả pin, mẫu này là sạc đế anh chị nha. Đó pin chọt Hukan 10 ly, hai chức năng, motor brushless, có quà nhiều quá. Mà mức giá anh chị mình mua thì có 699.000 anh chị nha, giá cạnh tranh cực kỳ luôn so với nhiều thương hiệu, mà là sạc đế này, sạc nhanh hơn. Đó pin chọt 18V Hukan CX5 anh chị nha. Rồi phụ tùng nhiều, đời mới nhất bây giờ. Rồi xem bảo xem còn mẫu nào. À mẫu này anh chị ơi, nhà anh chị nào mà trồng cây kiểng thì không thể thiếu rồi. Đó anh chị mình thấy không, một bình bơm phân này, hoặc là phun thuốc sâu, hoặc là anh chị mình có thể là tưới lan, tưới cây nha anh chị nha. Bộ này á là anh chị thấy là quá tuyệt vời luôn. Đó anh chị mình có đầu chuyển đổi để anh chị mình phun nhiều tia hơn nè. Đó thân không là anh chị mình á mua với mức giá là 1.100.000 anh chị nha. Và đương nhiên
Nếu chưa có pin sạc thì mình mua pin sạc là cũng là thêm 500 nghìn anh chị nhá. Pin 3A nha anh chị nhá. Đó. Rồi anh chị nào mẫu này thì xài pin phổ thông luôn. Đó anh chị nào ghim vào này. Rồi anh chị thấy là xài nhẹ nhàng lắm. Đó mình có thể là khóa mở van đầy đủ luôn. Motor lớn anh chị nha. To lắm, có sẵn ống này, cực kỳ sang luôn. Với lại nhẹ nhàng để anh chị mình có thể là trồng lan, trồng hoa thì rất là cần. Đồ pin không cần mang vác đi. Đó thân không 1.100.000 anh chị nha. Rồi mua pin sạc cũng thêm 500.000. Rồi mẫu này thì bảo thông báo luôn, mẫu này là có thùng giấy đi kèm nha. Không có hộp hộp nhựa anh chị nha. Vì máy quá lớn. Đó anh chị nha. Đó anh chị thấy một hộp giấy bên ngoài như thế này. Rồi anh chị nào mua mẫu này là mẫu đời mới nhất bây giờ nha anh chị nha. Rồi tiếp tục. Máy rung gạch thế hệ mới anh chị ơi. Mẫu này là rung cực kỳ mạnh anh chị nha. Đó bảo hướng dẫn sơ chức năng, nút nguồn anh chị nha. Nút nguồn, nút đỏ chứ bảo nhầm. Đó anh chị đè vào đây là nó lên số 6, tức là 6 cấp số anh chị nha. 1, 2 này. Đó, 6 cấp số. Rồi cái nút này á, là cái hình nam châm, là anh chị đè vào thì nó sẽ hít và mở ra thì nó sẽ tự nhả anh chị nhá. Rồi bảo tiếng Hàn là test thực tế trên gạch men luôn để anh chị mình thấy nha. Đó bảo bấm nút nam châm nha. Rồi bưng đi đều được anh chị thấy không? Rồi rất là nhẹ nhàng luôn. Rung gạch này á là thân không, chưa pin sạc là 1.930.000 anh chị nhá. Nếu mua một pin 3A với một sạc là 1.370.000 anh chị nha. Có thùng luôn, thùng lớn đừng em ấy luôn. Rồi mình chỉnh nhả ra. Đó, tự nhả luôn, không cần đè nè anh chị thấy hay lắm. Công nghệ mới bây giờ nó hay. Rồi, tự nhả ra, tiện lợi cực kỳ. Rồi bảo lấy gạch men xuống nha. Và đặc biệt mẫu rung gạch này á, thì công ty cũng cho biết là motor lớn anh chị nha. Với khả năng là anh chị nhìn nè, nút đây là nút rung anh chị nha. Đó, cấp 1 rất là đầm thì bảo sẽ tăng lên tới cấp 4 xem, nó mạnh cực kỳ luôn. Và cấp 6 thì có thể nói là mẫu này là pin mẫu này thì bảo công ty bảo về cho bảo biết là mạnh, có thể nói là bậc nhất bây giờ luôn anh chị à, cực kỳ mạnh luôn, pin phổ thông. Đó, thân không 930.000, đế kim loại anh chị nha. Đế lớn này, khoảng 15 anh chị nha, cao su dày, cực kỳ chắc chắn. Đó, có đồng hồ báo bằng điện tử luôn anh chị nha. Đó, anh chị thấy là Hukan đợt này á, toàn là công nghệ mới không ạ. Tiếp tục, máy hàng. Đó, anh chị nào mua là nguyên một bộ máy này là 1.250.000 chứ nhiêu. Ngày trước là bán tới 1.400.000 đấy anh chị ạ. Đó, mẫu mới nhất bây giờ với mã máy là MMA200. Rồi, mẫu này thì bảo thấy có đồng hồ này, volume chỉnh ở đây, cọc hàng ở đây. Mẫu máy hàng này anh chị mình mua thì sẽ có thùng đựng rất là nhỏ nhắn nha anh chị nha. Trời ơi, công ty cho anh chị mình một đôi bao tay chống cháy luôn anh chị ơi, hai lớp. Đó, để anh chị mang vào hàng này. Rồi kìm hàng thì bảo thấy khá đẹp nè. Rồi một năm đũa hàng với lại một mắt kính đen anh chị nha. Rồi mức giá có 1.250.000 thì bảo thấy Hukan đợt này về sản phẩm mới, mẫu máy hàng giá khá là tốt để cạnh tranh với nhiều công ty khác nha. Và đặc biệt thì tối ngày hôm nay bảo giới thiệu rất là nhiều công nghệ mới luôn. Đó, nhiều hãng chưa về kịp thì Hukan đã về rồi. Đó, mẫu này anh chị nào á, xài xong thì nhớ đè nút nguồn anh chị nhá, là nó tắt luôn. Đó, còn mình ghim sạc bình thường thôi. Đó, cục pin khá lớn, thay sạc dự phòng luôn, 660.000. Bán rất là nhiều anh chị nhá. Những trang thương mại thì bảo bán nhiều rồi, hôm nay mới review cho anh chị mình xem. Rồi tối ngày hôm nay thì bảo review toàn là hàng mới Hukan. Đặc biệt là anh chị mình mua có nhiều món, mua một tặng một quả pin anh chị ơi. Đợt này mua pin 15 cell Hukan tặng luôn quả sạc rất là chất luôn, đến từ hàng đó hỗ trợ anh chị mình trong năm này. Đó, năm này hơi khó khăn nên là công ty muốn tạo điều kiện cho anh chị mình á, mua được mức giá tốt hơn. Và giá tốt thì bảo bán thì số lượng nó sẽ ra nhiều hơn bình thường anh chị à. Rồi anh chị nào quan tâm có thể liên hệ cho bảo qua ba số điện thoại trên màn hình.
để tới test máy nha. Đó, những mẫu máy mới mới không à, rửa xe pin mà có chỉnh 3 cấp số thì Bảo cũng mới thấy à. Bình thường chỉnh không được anh chị nha, lại thêm bét 6 tia luôn. Rồi Bảo xin kết thúc buổi review hàng mới của hãng Hukan tối ngày hôm nay tại đây.